Khi có vấn đề trong cuộc sống, con thường được khuyên bảo hãy tu cho bớt khổ. Thế thì tu là gì và làm gì cho bớt khổ? Câu này không biết đường trả lời, tại em vẫn khổ. Thưa đại chúng, chữ khổ theo tiếng Hán là đắng. Thí dụ mình ăn khổ qua, chữ qua là mướt, chữ khổ là đắng. Người Bắc gọi là mướt đắng. Và mướt đắng là từ chữ khổ qua. Cái gì mình nếm mà mình không thích thì là khổ. Thí dụ mình không thích cay mà ăn nhầm miếng ớt, nhăn mặt liền. Mà người thích ăn ớt, trời ớt chưa đủ cay, cũng trái ớt mà hai cái cảm nhận khác nhau. Người cảm nhận khổ luôn, nhưng khổ vì không đủ cay. Người kia cũng khổ luôn vì quá quá cay. Thấy không? Mà bản chất trái ớt nó chưa hề nó nói nó là cái gì hết. Rồi mình cứ nhận nó à. Cho nên khổ là do cái tâm mình nhận pháp. Còn vui cũng do mình, cái tâm mình nhận cái pháp đó. Ví dụ như mình đi coi cải lương, coi đại nhạc hội, thích ngồi gần lắm, thấy ca sĩ cho gần. Mà mình đi coi cine, mà coi rạp chiếu là phải ngồi xa xa để coi tổng thể cái màn hình. Vậy thì không có một cái tùy theo cái tâm mình nhận cái pháp đó. Khi mà người ta nói là ta gặp mình khổ, ta nói thôi tu đi. Nó có hai cách, nó có hai cái nguyên do người ta nói. Có những người ta chỉ nói tu đi, nhưng mà ta nói để khuyên mình cho qua chuyện, chứ hoàn toàn không biết tu là gì hết. Mà thử mình hỏi vậy, chị chỉ tôi tu đi. Lên chùa hỏi. Thật sự ra cuộc sống này, ví dụ như người ta gặp mình buồn đi, ta nói thôi kệ bỏ qua đi chị ơi. Mà thiệt sự ta nói chi, cho nó qua chuông thôi, chứ người ta không có cái phương pháp nào giúp cho mình quán để mình vượt hết. Cho nên ai gặp cũng kêu tu hết á. Gặp người nào cũng kêu tu hết á. Mà không biết mình tu được nhiêu, hay là mình đã tu chưa. Nhưng mà thôi thì cũng nhận như là một cái thiện chí. Thấy mình khổ thì nó thôi tu đi. Thấy không? Nhưng bây giờ chữ tu là gì? Là mình chỉnh sửa. Nhưng mà sở dĩ mình sửa chưa, mình khổ là tại vì mình chưa chỉnh sửa được cách nhìn của mình, cách hiểu của mình, cho nên mình khổ. Ví dụ như mình ở Việt Nam mới sang, rồi mình giờ sống chung với người rể hoặc người dâu hoặc ai có con ruột mình, mà mình thấy sao nó không có giống như mình tưởng tượng, mình khổ. Là vì mình nghĩ rằng qua tới đây là con nó phải lo cho mình mọi thứ sáng chiều như ngày xưa ở Việt Nam, hoặc là dâu phải ra dâu, rể phải ra rể. Đúng rồi, mình bắt là dâu phải ra dâu, mà mình muốn là dâu Việt Nam, rể phải ra rể là rể của Việt Nam. Nhưng mà mình đâu có biết ở đây nó rể Tây. Thí dụ mình muốn là rễ cây đào, rễ cây mai, mà mình quên rằng có những rễ tre. Phải không? Rễ phải ra rễ thì dâu sẽ ra dâu, thì nó cũng ra vậy, nhưng mà nó không đúng ra theo cái kiểu của mình, cho mình buồn khổ. Và chỉnh lại cách nhìn đi. Phải không? Thôi qua tới xứ này rồi, ai cũng cực khổ giống nhau. Mình còn khỏe, mình làm được gì mình làm. Mình sống nhẹ nhàng cho con cái nó dễ thở. Chính cái đó vậy cái phải khỏe mình không? Mà khỏe mình là tu chưa? Tu. Mình khổ là tại vì mình cứ dính vào cái mình muốn. Chỉ cần mình chỉnh cái cách mình muốn là nó khỏe à. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Nhiều lúc á, mình đi đậu xe. Mình đậu xe cái mình quẹo vô bằng cách là mình quẹo thẳng hoặc là mình lui xe. Mà mình không có khéo đó, cái mình đậu cái xe nó hơi méo. Có khi mình sát với cái xe kia, hoặc là do cái người kia họ đậu sát mình, rồi giờ mình vô đúng cái mình cũng bị sát. Nhưng nếu như mình bước ra khỏi xe mà mình thấy rằng, hoặc là mình ngồi trong xe mình nhìn và mình thấy rằng mình đậu kiểu này nè, một lát thế nào, một là mình quẹt người ta, hai là người ta quẹt mình, thôi mình chịu khó mình lái ra lại, chỉnh cái xe nhích qua đây một chút, làm sao đủ cái không gian cho cả hai bên. Thiện lát nữa mình không phiền não bởi người ta quẹt xe mình, hoặc do mình sơ ý mình quẹt xe người ta. Quý vị hiểu ý được và nói ha. Cũng như thế,
Tu là mình chỉnh vậy đó. Khi mình thấy á, là mình chỉ cần mình chỉnh lại cái nhìn của mình, cách nghĩ của mình là sẽ khác liền. Ai mà lái xe chở Pháp Hòa đi đâu mà những lúc trường hợp vậy là trong đầu Pháp Hòa nghĩ ra pháp tu liền, mình tu cũng y hệt vậy đó. Nếu mình không tự chỉnh mình thì lát thế nào ta cũng quẹt mình, tại vì ta chưa chỉnh được người ta. Mà người ta quẹt mình cái mình phiền, mình khổ. Thôi mình tự mình chỉnh cái xe mình đi, để lát khỏi ai phiền, mà mình khỏi làm mình bực bội. Nhiều khi ta quẹt mình xong rồi ta hit and run, nghĩa là ta quẹt xong ta đi, mình ra thấy xe mình trầy cái mình bực. Nhưng mà hồi nãy cái mình còn tức nữa, hồi nãy tôi cũng nghi rồi, thế nào xe này cũng đụng tôi. Đáng nghi tại sao không làm? Có không? Chuyện đó nó xảy ra hoài. Nhưng mà tại cái tật của mình là không bao giờ chỉnh sửa được cái đó. Tu không có khó. Tu là mình chỉnh cách nhìn, cách nghĩ của mình, sửa cái cách nhìn của mình lại là mình nhẹ nhàng liền. Ví dụ như hôm qua mình đi chùa, mình nghĩ rằng là vô trong đây rồi là giữ khóa tu rồi, ông bà nào cũng tu hết. Tại vì mình mang tâm trạng người tu mà. Trời ơi, tới hồi vô rồi sao khiều quẹt tôi nhiều quá. Tôi biến ngày tu tôi thành ở tù. Tôi phiền não vô cùng, không lẽ giờ tôi đứng dậy tôi đi về liền. Bây giờ mình suy nghĩ đi, tại sao mình phải vô đây? Nếu ai cũng perfect, good hết thì ta thành thánh, ta đâu vô đây làm chi? Không, cái thứ hai nữa là mình vô đây mình tốt, nhưng nếu mình đã tốt thì mình ráng tập tu cho tốt để mình ảnh hưởng những người mình gọi là chưa tốt. Nếu mà các vị mà chứng đạo mà lên non núi ở hết rồi, bỏ chúng sanh bơ vơ này với ai, phải không? Cho nên cái hạnh của Bồ Tát là gì? Thấy chúng sanh còn khổ cho nên mình mới mang cái an lạc đến cho mọi người. Chứ nếu như mình an lạc không, mình tự hưởng phần mình thì nó nhẹ rồi. Nhưng mà vì mình thấy còn nhiều người họ chưa thuần cho nên mình ráng sống thuần. Ví dụ ta vô trong chánh điện ta ồn, mình đừng ồn theo. Mình ngồi mình niệm Phật, mình ngồi thiền, tự động một chút xíu sau, người mình ta có cái nhìn là ta cảm liền là ồ thôi mình đừng nói nhỏ nhỏ, có anh chị đang ngồi thiền niệm Phật. Thấy không? Người ta chưa nín được nhưng mà ta chỉnh xuống rồi đó. Ta chỉnh cái âm ta xuống nhỏ nhỏ một chút rồi đó. Rồi ta nói chừng 50 phút sau cứ hết chuyện đó, thôi nín cho người ta niệm Phật. Rồi hai người nín, ba người nín, từ đó nó cứ thành ra cái đạo tràng. Cái đạo tràng nó có là do cái đạo tâm. Nếu mà ai đạo tâm cũng không vững là không bao giờ có đạo tràng. Sở dĩ đạo tràng mà nó vẫn còn tồn tại là vì đạo tâm kiên cố. Cho nên thưa đại chúng, đạo tràng là một hiện tượng, những cái nhìn, những cái quy tụ, những cái kết quả của những người sống có đạo tâm. Cho nên cũng như thế, khi mình khổ là vì mình chưa chỉnh được cái cách nhìn quán của mình. Và khi mình quán được rồi thì đâu phải con mình khổ đâu. Chúng sanh xung quanh mình khổ đủ kiểu. Thầy tu có khổ không? Khổ. Thầy tu cũng khổ nữa. Nếu mà thầy tu đó mà là trụ trì thì khổ hơn ông ở trong chùa làm chúng. Ông ở trong chùa làm chúng bất quá ông nấu cơm, dọn dẹp, cũng làm việc thôi. Nhưng mà ông suy nghĩ, ai đi ai ở không lo, ông trụ trì cũng lo lắm. Rồi người nào quẹt hiều nhau rồi mét với ổng rồi ổng cũng phải đi tìm cách ổng chữa hết để ổng dán là cũng có cái khổ của ông trụ trì chứ. Ngày nào còn ra lăng xả làm việc là ngày đó còn đụng chạm, còn phải suy nghĩ. Cho nên khi mình khổ mà ta nói tu đi, không có biểu mình là phải cạo đầu mặc áo gì hết. Cái sâu sắc là sửa cái cách nhìn của mình, chỉnh cái cách suy nghĩ của mình đi. Rồi nhiều khi mình phải quán một câu nữa, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cái vũ trụ này nó mênh mông vô cùng, mà có nỗi khổ của mình là gì đâu. Hỏi khổ gì? Em tôi gạt tôi 5.000. Trời ơi, có người bị gạt 5 triệu nữa kìa. Như bây giờ hỏi, thà nó gạt tiền tôi, đừng gạt tình tôi. Đủ kiểu hết. Thật ra cuộc sống này nếu mà nói khổ, ai cũng khổ hết trơn á.
Ví dụ sáng mà em muốn ngủ nữa mà tới giờ em phải lên. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Rồi bây giờ quý vị nhìn nè, mình có muốn đời mình nhẹ không? Muốn không? Chữ nhẹ viết làm sao? Nhờ e nhe nặng nhẹ. Trong cái nhẹ vẫn có dấu nặng mà. Thấy không? Mình muốn mình có sắc không? Sắc là đẹp đó, muốn không? Vậy thì trong chữ xấu nó có dấu gì? Dấu sắc. Xấu cỡ nào cũng còn chút sắc chưa? Có xấu mãi mãi đâu mà lo. Nếu mà người xấu mà không có ai ngó hết là ế hết sao? Người ta xấu điểm này mà ta còn có sắc điểm khác. Cho nên trong chữ xấu vẫn có sắc, trong chữ nhẹ vẫn có dấu nặng. Nhẹ chưa? À. Kính xin Thầy chỉ dạy làm cách nào và nói như thế nào để con gái của con có một sự gắn bó và hiểu nhau hơn. Mình nói chuyện với con thì là mình sống với con rồi. Thì khi mình muốn gắn bó, muốn làm gì với người thân thì cái quan trọng nhất là cái hiểu. Mình làm sao cho người mình hiểu được người khác và người khác cũng hiểu mình thì tình thương nó có mặt. Cái này nó không có ai chỉ cho mình được hết, bởi vì mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình đều biết của nhau. Cái câu này tiếng Việt thường hay nói: đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy xỉ. Không có. Bây giờ mình phải hiểu thì mình mới có thể thương được. Và ngay cả khi con của mình, năm đứa là năm tánh tình khác nhau, cái ăn nó không giống thì làm sao cái tánh nó giống được, phải không? Thành tựu ra phải học hiểu, và mình phải nói cách nào để cho con mình có thể cảm nhận được tình thương của mình. Có đôi lúc đó mình có quyền, có lực, nhưng mà đừng có xài cái quyền lực, đừng có dùng cái quyền lực đó, thì nhiều lúc cái quyền lực đó nó không có work. Không có phải riêng con cái mình đâu, ngay mình đi vô hãng cũng vậy. Người có quyền mà không sử dụng quyền thì người đó mới toàn quyền. Còn người nào mà sử dụng quyền của mình là người ta sẽ cho mình: anh chỉ có quyền bao nhiêu thôi. Nó lạ vậy đó. Tại vì sao? Vì cái đức nó bao phủ. Phong vào ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, mình làm một cái người có chức gì trong đó đi, nhưng mình luôn luôn mình lân mẫn, mình nhẹ nhàng. Đôi lúc người ta, mình nói cái gì người ta cũng nghe, mình nhờ cái gì người ta cũng làm. Còn nếu như mà mình mà không đúng á, ta nói: xin lỗi, anh chỉ có quyền biểu tôi làm việc đó thôi, còn những cái đó anh không có quyền. Thấy không? Thành thử mình không sử dụng quyền thì mình mới toàn quyền. Còn mình sử dụng một quyền nào rồi thì quyền đó chỉ là một. Mình cũng thế, trong cuộc sống của mình cũng vậy.